Kính chào quý khán thính giả. Phong trào hướng đạo là một phong trào thanh thiếu niên trên toàn cầu với mục đích được nêu rõ là trợ giúp giới trẻ trong việc phát triển tâm linh, tâm trí và sức khỏe. Vào lúc 3 giờ chiều Chủ nhật ngày 22 tháng 1 năm 2017, Liên đoàn Hướng đạo Tây Sơn đã tổ chức buổi họp mặt tất niên tại thành phố Portland. Nhân dịp này, Liên đoàn Hướng đạo Tây Sơn và các trưởng hướng đạo Hoa Kỳ tại Oregon đã trao huy hiệu rừng cho hai trưởng hướng đạo Nguyễn Vương Tuệ và Phạm Văn Khôi. Huy hiệu rừng là một đẳng cấp cao nhất dành cho trưởng hướng đạo sau một thời gian sinh hoạt và tham dự trong các khóa huấn luyện về hướng đạo. Khôi đi Robots thì những cái chuyện mà Khôi làm đó là cho các em, thứ nhất là dẫn dắt các em trên con đường thăng tiến và chỉ dẫn các em phải làm những cái gì cho sau này các em sẽ lớn lên và sẽ giúp lại các em nhỏ. Lo về tiền, đồ đạc sẽ ở đó bao nhiêu ngày, những đồ đạc gì đó để mà 2 đêm 3 ngày. Chúng tôi ghi nhận có sự hiện diện của quý linh mục bà Robin, là khóa trưởng khóa huấn luyện Wood Badges 2015 của châu Cascade Pacific, quý phụ huynh và toàn thể các hướng đạo sinh trong dịp họp mặt tất niên. Buổi họp mặt tất niên với các tiết mục văn nghệ, múa lân, lì xì và sự tích bánh giày bánh chưng. Kết thúc buổi họp mặt, linh mục Joseph Vũ Hải Đăng đã ưu ái tặng đến quý trưởng và gia đình các em hướng đạo sinh món quà đặc biệt nhân dịp chuẩn bị đón năm mới Đinh Dậu. Chúng tôi, phóng viên Oregon, tường trình cho SBTN từ thành phố Portland.